danh giá tổng 10 con sò sắt các bác nha. Giá 7 triệu đồng. Giá 7 triệu đồng cho em nó. Nếu anh em nào thích hộp gỗ người kia nữa thì thêm 1 triệu nữa là 8 triệu đồng. Tổng 10 con sò sắt, có 8 con phía sau và 2 con phía bên trong. Một rừng tụ bên trong các bác nha. Bởi vì đây là âm ly xuất âm tụ. Một mức giá quá rẻ cho một con âm ly chất lượng cao như thế này. Một con âm ly chất lượng cao đấy các bác nha. Với cấu hình này mà cứ vào những con âm ly có thêm tí radio, có tí đèn vào của Sansui thì các bác cứ phải xác định là 15 triệu đổ lên. Nhấn mạnh anh em điều đó nha. Con này nó rất khỏe cũng như là khủng để nghe nha. Bao anh em ghép vào những dòng loa cổ của Mỹ, của Nhật đều ra chất âm quá tuyệt hảo luôn. Nhất là những dòng loa Peeler, Sansui với Peeler là chuẩn bảo luôn. Xuất sắc theo thời gian là có, nhưng mà hình thức cũng như là chất của sản phẩm để dùng ok thì nó quá tuyệt vời luôn. Ba núm chỉnh bát mid chép cho từng vế loa, cầu loa A cộng B, lao lớt bát chép các đường vào tín hiệu, volume và cân loa ở đây.